Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện làm thế nào mà tôi biết rằng tôi bị vong theo. Chuyện là như thế này, thì cách đây khoảng 2 tuần tôi có chuyển qua một căn nhà mới. Khi mà chuyển sang căn nhà mới này thì mình có nhờ một anh người quen sang làm lễ nhập trạch cho mình tại vì mình không có kinh nghiệm để làm cái lễ cúng bái đấy. Nếu như mọi người không biết thì lễ nhập trạch là một cái lễ mà mình xin phép thần thổ địa cho mình được vào cái nhà này ở. Khi mà anh kia anh ấy đến làm lễ nhập trạch cho bọn mình ấy thì mọi người biết sao không? Tất cả những đứa khác trong nhà mình đều được cho phép vào nhà này ở, trừ mình ra. Ủa, cái gì vậy trời? Tại sao mình lại không được vào nhà này ở? Lúc đó là mình đã thắc mắc như thế rồi, xong rồi anh ấy bảo với mình là thôi em ơi khấn đi, xin lại các thần đây một lần nữa xem có được vào nhà ở không. Thế là mình với anh ấy cùng khấn lại một lần nữa, thế là mình lại được vào nhà ở. Nhưng mà mình cảm thấy có một cái điểm gì đó không hề lành á mọi người, thế là mình mới hẹn với anh này là ngày mai mình sẽ qua chỗ anh ấy để xem bói. Và tất cả mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu từ đây. Thế nên là mình quyết định ngày hôm sau khi mà sang nhà anh kia xem bói thì mình sẽ hỏi anh ấy lý do vì sao mà các cụ ở đây không cho mình vào ở. Anh ấy thì theo mình biết ý, anh ấy là kiểu người có căn, mà căn là căn cô chín đó mọi người. Anh ấy xem bói không phải là xem bói kiểu như là chỉ ngồi xong rồi nói không đâu, mà anh ấy xem bói bằng bài Tây. Thì mấy đứa trong nhà mình cũng đi bói và những cái đứa đấy nó bói kiểu bài nó đỏ choét luôn, kiểu như là tất cả đường công việc xong rồi cuộc sống này kia của mọi người rất là ổn, rất là ok. Nhưng đến khi mình xem thì bài của mình nó chỉ toàn là con bích thôi mọi người ạ. Toàn là con bích và đen xì luôn. Anh xem bài cho mình anh ấy còn phải nói là ôi khổ thân con bé sao mà đen thế không biết. Trong cái lúc mà đang xem cho mình ấy thì tự dưng anh hỏi mình một câu là bố mẹ em đã bao giờ đưa em đi triệt vong hay là như nào chưa? Thì mình mới bảo là chưa, bố mẹ em chưa bao giờ đưa em đi những cái đấy. Thì anh ấy mới bảo là bây giờ mày hỏi anh một câu đi, mày hỏi là mày có bị vong theo không? Xong cái tự dưng nhắc đến vong là mình thấy hơi hoảng rồi nha. Cái xong mình cũng hỏi anh ấy là dạ vâng, cho em hỏi là em có vong theo không? Thì anh ấy mới nói với mình ấy, nếu như bây giờ anh ấy bói mà ra con di bích thì chứng tỏ là mình bị vong theo thật. Anh ấy nói xong cái anh ấy bói ra con di bích thật luôn mọi người. Trước khi mà mình kể cái phần của hôm nay thì mình cũng rất là bất ngờ tại vì có siêu là nhiều bạn hỏi info cái anh đã xem bói cho mình. Ok, mình sẽ đưa info của anh ấy cho mọi người, nhưng cái việc mà anh ấy có xem bói cho mọi người hay không thì đấy là tùy duyên nha. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với câu chuyện của ngày hôm qua. Sau khi mà mình nhìn thấy anh ấy bốc cho mình vào con di bích ý, thì lúc ấy mình đã kiểu ồ ok, mình đã hiểu vấn đề rồi. Thì anh ấy mới nói với mình là bây giờ em nhắm mắt lại đi. Thì sau khi mà mình nhắm mắt lại thì mình có nghe thấy cái tiếng keng 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 3 lần, mình cũng không biết là tiếng gì nữa. Nhưng mà trong lúc ấy mình cảm thấy rất là thanh thản luôn á. Mà mình vừa mở mắt ra một cái mình mới hỏi anh là ôi anh ơi, cái người mà đi theo em không biết họ là ai nhỉ, không lẽ là người trong gia đình của em? Anh ấy nói là anh ấy không xem được cái người đi theo mình là ai, mình không thể biết được ấy, tại vì người ta chỉ là một người lạ mặt ở ngoài đường thôi. Nếu như là người nhà thì chắc chắn là sẽ không đi theo phá mình rồi. Anh ấy còn xem được cho mình là cái người đó đã đi theo mình được một thời gian rất là dài rồi, nói chung là tính bằng năm rồi á. Và mình sốc nhất tại vì cái thời điểm mà người ta đi theo mình ấy cũng là cái thời điểm đầu tiên mà mình bị bóng đè. Nếu như mà mọi người đã nghe câu chuyện bóng đè của mình rồi thì chắc chắn là mọi người đã biết nó kinh khủng như thế nào rồi đúng không? Ta mình mới hỏi anh ấy là bây giờ có cách nào để giải quyết cái vấn đề này không? Lúc đó là mình cứ nghĩ là có khi mình phải đi tìm thầy hay như nào đấy. Nhưng mà không, bây giờ mình chỉ cần đeo một cái vòng đá thanh tẩy là ok rồi. Mình nghe đến đấy xong mình kiểu thở phào nhẹ nhõm luôn ấy. Thì anh ấy có nói là bây giờ anh ấy sẽ làm vòng cho mình. Nhưng mà trong cái lúc làm vòng ấy thì mình sẽ phải đợi xem là cái vòng nó có bị đứt không. Tại vì nếu như trong cái lúc mà anh ấy làm vòng cho mình mà vòng bị đứt ý, thì kiểu nó rất là xui ý. Và sau khi đeo vòng cho mình xong thì anh ấy nói rằng là 10 ngày nữa mình hãy quay lại đây, anh ấy sẽ xem lại cho mình một lần nữa. Và ngày mai là tròn 15 ngày sau khi mà mình đeo cái vòng này, và ngày mai mình sẽ kể nốt cho mọi người nha. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục câu chuyện mình bị người âm theo của ngày hôm qua nha. Mình sợ lắm á mọi người, mình mới hỏi anh ấy là anh ơi thì bây giờ có cách nào để đuổi cái vòng này đi không? Thì anh ấy nói rằng là bây giờ mình cần đeo một cái vòng như thế này. Cái vòng này này, tại vì cái người âm này người ta đi theo mình ý, người ta đã bắt đầu hút cái dương khí của mình rồi, nên là thành ra bây giờ cái phần âm trong mình kiểu như là nó nhiều hơn cái phần dương á, đại loại vậy, mình cũng không nhớ nữa. Nên là bây giờ khi mà mình đeo cái vòng này vào ấy, nó sẽ thanh tẩy bớt những cái phần không tốt của mình đi, và nó sẽ tỏa ra một cái khí gọi là cái khí tốt xung quanh cơ thể của mình á, để đuổi cái vòng này đi. Thì sau khi mà cái vòng đấy người ta không còn hợp, gọi là hợp cái tần số với mình nữa, thì người ta sẽ tự bỏ đi. Cái lúc mà mình đeo vòng ấy anh còn dặn mình là ấy, nếu như vong mà còn theo mình ấy, thì cái vòng này nó rất là đen, kiểu tại do cái khí mình xấu quá ấy. Còn nếu như mà cái vong đã đi rồi thì cái vòng này mình càng đeo nó càng sáng. Sau khi mình đeo cái vòng này về nhà được khoảng 1 tiếng 2 tiếng gì sau đấy là mình đã thấy nó đen sạm hẳn đi rồi. Thế là mình cứ đeo như thế này trong vòng 10 ngày. Thế là ngày hôm qua mình mới sang nhà anh ấy để xem bói lại một lần nữa. Sau khi mà xem tất cả cho mình ấy thì mình nói thật mọi người luôn, tất cả cái con đường công việc các thứ của mình bây giờ cảm giác như kiểu nó được hanh thông hơn rồi á. Tuy nó vẫn còn xui một chút nhưng mà đại loại nó đã đỡ hơn rất nhiều so với cái lần trước mà mình đã xem rồi. Và hiện tại cái vong theo mình ý, thì người ta đã bỏ đi rồi, kiểu vậy á. Nhưng mà mình sẽ phải đeo cái vòng này mãi mãi, bởi vì bây giờ mình giống như là một người đã có sẹo rồi á. Nếu như mình tháo cái vòng này ra thì những cái vong âm khác người ta thấy mình, người ta sẽ biết mình đã từng bị vong theo rồi. Và mình sẽ lại bị theo tiếp, thế nên cách duy nhất để xử lý việc này là mình phải đeo cái vòng này mãi mãi luôn.